Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi phát động một đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV nhằm vào Israel, phía Iran hôm nay cho biết đây là hành động quân sự để đáp trả vụ tấn công gần đây của Tel Aviv vào cơ sở ngoại giao của Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Trong một tuyên bố, phái đoàn thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc viện dẫn điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc cho phép phòng thủ hợp pháp để lý giải cho hành động của nước này. Tuyên bố cũng cho rằng hành động đáp trả này đáng lẽ có thể tránh được nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công của Israel. Liên quan tới tình hình tại thực địa, theo truyền thông nhà nước Iran, cuộc tấn công của nước này đã giáng những đòn nặng nề vào căn cứ không quân của Israel ở sa mạc Negev. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel khẳng định hầu hết trong tổng số hơn 200 tên lửa mà Iran phóng đi đã bị Israel đánh chặn và rơi bên ngoài lãnh thổ nước này. Chỉ có một số ít gây ra thiệt hại nhẹ cho một căn cứ quân sự ở miền Nam. Trong bối cảnh nhiều thành phố lớn ở Israel nổi còi báo động sau vụ tấn công của Iran, quân đội Israel cũng khuyến cáo người dân tuân thủ theo các hướng dẫn theo thời gian thực. Trong khi đó, theo truyền thông Israel, nội các chiến tranh của nước này đã được trao quyền quyết định phản ứng với các cuộc tấn công của Iran, đồng nghĩa có thể phát động các hành động đáp trả mà không cần nội các an ninh chấp thuận. Ngay sau khi Iran tiến hành tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã triệu tập nội các chiến tranh tại trụ sở Bộ Quốc phòng để thảo luận các biện pháp đối phó khẩn cấp với vụ tấn công này. Cuộc họp của nội các chiến tranh Israel đã được triệu tập ngay trong đêm. Trong khi đó, tư lệnh lực lượng phòng vệ Israel cũng đã triệu tập phiên họp của các tướng lĩnh đứng đầu các đơn vị vũ trang của nước này. Sau phiên họp của nội các chiến tranh, Thủ tướng Netanyahu đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng điện đàm trao đổi với người đồng cấp Mỹ. Trong các cuộc điện đàm này, Washington đã yêu cầu Tel Aviv thông báo trước cho Mỹ nếu định có bất cứ phản ứng nào nhằm đáp trả Iran. Trước đó, vào rạng sáng ngày 14 tháng 4 theo giờ địa phương, Iran đã tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel. Phía Iran thông báo vụ tấn công này đã nhắm trúng các mục tiêu đã định, song quân đội Israel phủ nhận và cho biết đã bắn hạ hầu hết các tên lửa mà Iran phóng đi. Trong một diễn biến mới nhất, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc thông báo cuộc tấn công nhằm vào Israel có thể được coi là đã kết thúc. Tuy nhiên, cũng cảnh báo rằng sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn nếu Israel có hành động mà Tehran cho là sai lầm khác. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel, đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch, kiềm chế hết mức để tránh làm leo thang hơn nữa căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Lo ngại nguy cơ leo thang căng thẳng trên toàn khu vực, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh hành động dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Ông khẳng định khu vực và thế giới sẽ không thể chịu thêm bất kỳ cuộc chiến nào nữa. Ngay sau vụ tấn công của Iran, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận tình hình. Dự kiến, Hạ viện Mỹ sẽ thay đổi lịch trình để xem xét dự luật hỗ trợ Israel. Ngoài ra, Mỹ cũng đã cử một tàu tấn công đổ bộ và 2.500 lính thủy đánh bộ tới Đông Địa Trung Hải. Trong khi đó, Anh, Pháp, Đức, Italia, Canada và Australia cũng phản đối cuộc tấn công, cho rằng hành động của Iran có nguy cơ gây căng thẳng và bất ổn cho khu vực. Tây Ban Nha và Hà Lan cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Tại Trung Đông, các nước trong khu vực lo ngại nguy cơ xung đột Iran và Israel leo thang thành cuộc chiến toàn diện. Ai Cập và Ả Rập Xê Út kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để ngăn chặn bất ổn, hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành các biện pháp cần thiết để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Dự kiến, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ có cuộc họp khẩn về vụ tấn công của Iran vào rạng sáng mai theo giờ Việt Nam. Do tình hình căng thẳng leo thang trong khu vực, nhiều hãng hàng không trên thế giới đã quyết định tạm dừng các chuyến bay qua không phận Iran. Trong một thông báo ngày 14 tháng 4, Tổng cục Hàng không Liên bang Nga cho biết sẽ tạm dừng các chuyến bay tới Israel, Iraq và Jordani, kể cả các chuyến bay quá cảnh của các hãng hàng không Nga. Trước đó một ngày, các hãng hàng không lớn của châu Âu như Lufthansa của Đức đã quyết định tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Tehran cho đến hết ngày 18 tháng 4, đồng thời ngừng sử dụng không phận Iran. Hãng hàng không quốc tế Swiss của Thụy Sĩ cũng thông báo tạm thời tránh bay qua không phận Iran cho đến ngày 18 tháng 4 và sẽ tránh không phận Israel và Liban vào ban đêm. Ngoài ra, một loạt các hãng hàng không khác như Air India của Ấn Độ, Qantas của Australia hay Malaysia Airlines của Malaysia cũng đưa ra quyết định tương tự, tạm thời tránh bay qua không phận Iran và định tuyến lại nhiều chuyến bay khác nhau. Động thái của các hãng hàng không trên
phản ánh lo ngại về nguy cơ căng thẳng giữa Israel và Iran sẽ tiếp tục leo thang trong những ngày tới. Hiện, nhiều nước láng giềng của Israel gồm Iraq, Jordani và Ai Cập cũng đã đóng cửa không phận vì lo ngại an toàn. Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông leo thang, hôm qua phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đã gửi phản hồi tới các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar đề xuất mới về ngừng bắn với Israel tại dải Gaza, trong đó tiếp tục nhấn mạnh về một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn. Trong tuyên bố, Hamas nêu rõ phong trào này tái khẳng định Israel phải tuân thủ các yêu cầu, gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, việc rút quân toàn bộ khỏi dải Gaza, đưa những người phải sơ tán trở về nhà, tăng cường các hoạt động cứu trợ và viện trợ, cũng như bắt đầu tiến hành công cuộc tái thiết vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này. Hamas cho biết họ cũng sẵn sàng ký kết thỏa thuận trao đổi tù nhân nghiêm túc và thực sự giữa hai bên. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phản đối lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và tuyên bố sẽ điều quân tới thành phố Rafah, phía nam dải Gaza, bất chấp những quan ngại của cộng đồng quốc tế về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại khu vực này. Các cuộc đàm phán ngừng bắn bắt đầu kể từ ngày 7 tháng 4 vừa qua tại Ai Cập, song cho đến nay vẫn chưa mang lại bước đột phá nào trong kế hoạch do các nhà hòa giải Mỹ, Qatar và Ai Cập đưa ra. Chuyển sang các thông tin khác. Theo một kết quả thăm dò tại Mỹ vừa công bố hôm qua, hai ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang so kè từng điểm trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Cụ thể, kết quả thăm dò mới nhất của báo New York Times và Đại học Siena cho thấy hai ứng cử viên đang bám đuổi sít sao khi Tổng thống Biden nhận được 45% tỷ lệ ủng hộ của cử tri, trong khi ông Trump nhận được 46%. Trong cuộc thăm dò vào cuối tháng 2, ông Trump đã dẫn trước ông Biden 5 điểm phần trăm. Kết quả thăm dò được công bố giữa lúc Tổng thống Biden chuẩn bị vận động tranh cử tại bang chiến địa Pennsylvania để nêu bật điểm sáng về kinh tế trong nhiệm kỳ của mình so với nhiệm kỳ của ông Trump, như tỷ lệ thất nghiệp thấp, lương tăng và lạm phát giảm dần từ mức cao kỷ lục năm 2022. Cuộc thăm dò cũng cho thấy cử tri Mỹ tiếp tục chia rẽ xung quanh những rắc rối pháp lý đối với ông Trump. Dự kiến, cựu Tổng thống Trump sẽ tham dự buổi vận động và gây quỹ tranh cử ở Pennsylvania, trong bối cảnh ông chuẩn bị đối mặt với phiên tòa đầu tiên trong 4 phiên tòa hình sự chống lại ông. Hôm nay, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã tới thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Theo lịch trình, sau khi thăm Trùng Khánh, phái đoàn của Thủ tướng Olaf Scholz sẽ tới Thượng Hải và Bắc Kinh. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Đức sẽ có các cuộc gặp riêng rẽ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và người đồng cấp nước chủ nhà Lý Cường để trao đổi về quan hệ song phương cũng như các vấn đề cùng quan tâm. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ hai của Thủ tướng Scholz kể từ khi nhậm chức hồi cuối năm 2021. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong năm nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh coi chuyến thăm này là một cơ hội để hai nước tăng cường sự hiểu biết và tin cậy, làm sâu sắc thêm hợp tác thực chất và tìm kiếm điểm chung khi giải quyết những khác biệt. Liên quan tới vụ tai nạn cáp treo nghiêm trọng tại miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức nước này cho biết các đội cứu hộ đã giải cứu được những hành khách cuối cùng bị mắc kẹt gần một ngày trong các cabin lơ lửng trên không trung. Lãnh đạo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Ứng phó Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sau 23 giờ khẩn trương tiến hành công tác cứu hộ, những hành khách cuối cùng bị mắc kẹt trong các cabin đã được giải cứu an toàn. Chiến dịch cứu hộ đã diễn ra xuyên đêm với sự tham gia của tổng cộng 10 trực thăng và hơn 600 nhân viên cứu hộ, trong đó có cả những chuyên viên leo núi. Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày 12 tháng 4 tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya, khi một cột trụ đỡ của hệ thống cáp treo Sirosu Tune Tepe bị sập khiến một cabin cáp lao xuống bãi đá phía bên dưới. Vụ tai nạn khiến một người thiệt mạng và 7 người bị thương. Theo Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, 13 người, trong đó có các quản lý của công ty vận hành tuyến cáp treo, có thể bị tạm giữ để phục vụ điều tra nguyên nhân vụ việc. Bộ trên cũng cho rằng, sự cố cáp treo xảy ra do các dòng dầu yếu và xuất hiện tình trạng ăn mòn tại các điểm kết nối của tháp đỡ cáp treo. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự quốc tế cuối ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.